Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Căng thẳng bùa vây sau khi Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Giữa lúc quan hệ giữa Moscow và phương Tây ngày càng căng thẳng sau khi một số nước NATO, trong đó có Mỹ, bật đèn xanh cho Ukraina sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga thì ở phía đông, nguy cơ nổ ra xung đột cũng dần nhen nhóm. Viện nghiên cứu chiến tranh, Kép, cho biết vũ khí viện trợ từ các nước phương Tây mà quân phòng thủ trông chờ nhiều tháng cuối cùng đã tới tay họ, với hy vọng sẽ giúp quân đội Kiev thoát khỏi thế kìm kẹp. Tuy nhiên, hy vọng này vô cùng mong manh khi Moscow có lợi thế về pháo binh năm chọi một. Theo nguồn tin từ lực lượng Ukraine đang đóng tại các vị trí phòng thủ phía bắc thành phố Kharkov nơi quân đội Kiev đang oàn mình chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của Nga kể từ ngày 9 tháng 5. Vị trí này nằm sát biên giới Nga-Ukraine thậm chí một số vị trí phòng thủ của Ukraine cách lãnh thổ nước này không quá 12 km đến 15 km, giúp các đơn vị Nga có thể tái trang bị và luân chuyển ra vào Nga tương đối dễ dàng. Khu vực gần biên giới cho đến nay vẫn là vị trí ẩn náu hoàn hảo cho quân đội tấn công, do Ukraine vẫn chưa nhận được sự cho phép hoàn toàn từ phương Tây trong việc sử dụng các loại vũ khí phương Tây tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Chuyên gia vũ khí Marcus Heller từ Cơ quan Phân tích Chiến lược Australia đánh giá rằng trong tình thế như vậy, Ukraine đang chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Hiện các thành viên NATO vẫn lo ngại căng thẳng giữa Nga và phương Tây có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nếu Ukraine nhận được quyền khai hỏa vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga mà không có một số hạn chế nhất định. Nếu viễn cảnh này xảy ra, Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ đáp trả, không loại trừ khả năng sử dụng các vũ khí hạt nhân. NATO có lý do để tin rằng ông Putin không nói suông khi Nga đang giáo diết chuẩn bị cho một cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, trước thực thế Ukraine ngày càng trở nên yếu thế trên chiến trường, một số nước phương Tây đã lên tiếng nới lỏng hạn chế đối với việc sử dụng các loại vũ khí do các nước này cung cấp. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm gần đây tới Kiev rằng Ukraine hoàn toàn có quyền tấn công lại Nga. Hôm 28 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tổ chức một cuộc họp báo tại Brandenburg, cho phép Kiev vô hiệu hóa các địa điểm quân sự là nơi khởi đầu của các trận không kích vào Ukraine. Tại Mỹ cũng nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa xung quanh việc nên hay không nên cởi trói cho Ukraine trong vấn đề sử dụng vũ khí viện trợ nhằm vào các mục tiêu Nga. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn toàn ủng hộ Kiev, Bộ Quốc phòng nước này lại lên tiếng phản đối. Cuối cùng, Ngoại trưởng Anthony Blinken thắng thế và hôm 30 tháng 5, Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Ông Christoph Bluth, chuyên gia về an ninh quốc tế tại Đại học Bradford, nhận xét rằng Kiev đã hành động gần như lập tức sau khi được cởi trói. Cuối tuần trước, Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở phòng không của Nga ở Belgorod Oblast cách Kharkiv khoảng 80 km và nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ngay sau đó, Moscow tuyên bố coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng căng thẳng. Trong lúc các nước NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine khiến Nga buộc phải lên tiếng, có vẻ như ở phía đông, tình hình cũng trở nên bất ổn. Sau cuộc tấn công vào tòa thị chính Krokus ở Moscow hôm 22 tháng 3, được cho là do các lực lượng ở Tajikistan thực hiện, chính quyền Nga đã có những động thái cứng rắn với quốc gia Trung Á này. Bà Anastasia Spas, một chuyên gia về các vấn đề an ninh tại Đại học Aberystwyth, cho rằng Mối quan hệ giữa Moscow và các nước láng giềng Trung Á của Nga đang dần nóng lên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ hồi năm 2022. Theo bà Spass, dù không trực tiếp phản đối Nga tại Liên Hợp Quốc, nhưng một số quốc gia Trung Á đều có những phản ứng nhất định trước Nga. Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev từ chối công nhận việc Nga sáp nhập các khu vực ở miền đông Ukraine vào mùa hè năm 2022, đồng thời cho biết ông không có ý định giúp Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Kyrgyzstan và Kazakhstan hồi năm ngoái đã gặp Tổng thống Mỹ ở New York để chia sẻ quan điểm về các phản ứng đối với biến đổi khí hậu và sự ổn định ở Afghanistan, thay vì thảo luận một cách phô trương các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo bà Spass, các vấn đề biến đổi khí hậu giúp cho phương Tây nối dài ảnh hưởng tới Trung Á nói chung, và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào trong khu vực nói riêng được xem là có khả năng gây chia rẽ quan hệ giữa Tổng thống Putin và các đồng minh của Nga tại đây. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng Moscow vẫn đang nhắm tới đảo Gotland của Thụy Điển, nơi chỉ cách nơi hạm đội Nga trên biển Baltic tầm 300 km. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Thụy Điển đã duy trì sự hiện diện quân sự liên tục trên hòn đảo này trước khi phi quân sự hóa vào năm 2005. Sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga đã khiến Thụy Điển một lần nữa đưa quân đến Gotland. Sau khi gia nhập NATO gần đây, Stockholm lo ngại rằng Moscow có thể đã khôi phục lại mối quan tâm tới hòn đảo này trong bối cảnh Nga không hài lòng về việc lãnh thổ NATO đang mở rộng sát biên giới Nga, dẫn tới kế hoạch giành được quyền kiểm soát khu vực Baltic bằng cách sở hữu Gotland. Bà Natasha Linstein, chuyên gia chính trị quốc tế tại Đại học Essex, chia sẻ rằng, trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi đánh giá lại tình hình biên giới trên biển của Nga với Phần Lan và Kaliningrad, Thụy Điển và một loạt các nước trong khu vực, cho thấy những xung đột không chỉ leo thang trên chiến trường Nga mà còn đang nhen nhóm ở vùng biển Baltic chiến dịch của Nga ở Kharkov có thể đã phản tác dụng. Nga dồn lực tấn công tỉnh Kharkov gần một tháng qua nhưng chưa đạt mục đích, đồng thời gián tiếp giúp Ukraine được phương Tây nới vòng kim cô vũ khí. Quân đội Nga ngày 10 tháng 5 bất ngờ điều xe tăng, thiết giáp tràn vào tỉnh biên giới Kharkov của Ukraine để mở mặt trận mới ở phía đông bắc nước này. Moscow sau đó chiếm hàng loạt ngôi làng và được cho là đã kiểm soát ít nhất 170 km vuông lãnh thổ ở tỉnh này. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 6 cho biết chiến dịch tấn công của Nga ở tỉnh Kharkov đang chững lại khi yếu tố bất ngờ đã không còn. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Kovalev cùng ngày khẳng định Nga chưa đạt được bước tiến mới tại mặt trận Đông Bắc và đang hứng chịu tổn thất nặng. Sau gần một tháng tấn công, Nga chưa chiếm được thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh, đồng thời là đô thị lớn thứ hai ở Ukraine cũng như trung tâm văn hóa, kinh tế của nước này lực lượng Nga đang bị chặn lại ở khu vực cách thành phố khoảng 25 km về phía Bắc. Chiến sự đang diễn ra ác liệt, song tiền tuyến vẫn gần như giữ nguyên, Ivan Stilpak, cố vấn của Ủy ban An ninh, Tình báo và Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine, ngày 4 tháng 6 cho hay. Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa tháng 5 tuyên bố nước này khi đó chưa có ý định kiểm soát thành phố Kharkov, chỉ muốn thiết lập vùng đệm để ngăn Ukraine tiếp tục pháo kích vào tỉnh biên giới Bilogot. Tuy nhiên, Giới quan sát bày tỏ hoài nghi về phát biểu này của ông Putin, cho biết Tổng thống Nga thường hành động quyết liệt hơn so với những gì ông nói. Trong khi chưa giành được kết quả đáng kể, chiến dịch tấn công của Nga ở Kharkov đã vô tình giúp Ukraine giải được bài toán mà nước này từng chật vật tìm đáp án. Chiến dịch mới của Nga ở mặt trận Đông Bắc đã thúc đẩy điều mà Tổng thống Ukraine chưa làm được trong nhiều tháng qua, thuyết phục phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ của Moscow cây viết David Brennan của Newsweek bình luận. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày 31 tháng 5 xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Kiev dùng vũ khí Mỹ tập kích lực lượng nga đang tập trung ở gần biên giới để chuẩn bị tấn công Kharkov, đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách của Washington. Mỹ trước đó cấm Ukraine làm điều này vì lo ngại có thể dẫn tới xung đột trực tiếp giữa NATO và nga. Ngoài Mỹ, một số quốc gia như Anh, Pháp, Đức gần đây cũng đã công khai tuyên bố cho phép Ukraine dùng khí tài họ viện trợ để nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Theo Steelpack, việc Mỹ và đồng minh nới vòng kim cô cho Ukraine khiến tỉnh biên giới Belgorod của Nga không còn là nơi trú ẩn tương đối an toàn đối với lực lượng nước này. Belgorod trước đó thường xuyên bị tập kích bởi máy bay không người lái UAV tự sát Ukraine, đồng thời từng bị các nhóm dân quân thân Kiev xâm nhập, song Ukraine chưa từng phóng tên lửa phương Tây vào khu vực này. UAV chỉ là đồ chơi, không thể gây thiệt hại cho nhiều xe tăng và khí tài hạng nặng của đối phương, nhưng pháo phản lực HIMARS thì có thể. Tay của chúng tôi đã được cởi trói và giờ Ukraine sẽ có thể thực hiện thêm các cuộc tấn công như vậy, ông Steel Park cho hay. Đề cập cuộc tấn công bằng pháo HIMARS khiến hai bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở Belgorod bị phá hủy. Brennan nhận định việc Ukraine được phép sử dụng vũ khí của Mỹ và đồng minh để tập kích lãnh thổ Nga sẽ gây ra tác động lâu dài và khiến lực lượng của Moscow dễ bị tổn thương hơn. Canh bạc của Nga đã phản tác dụng, bình luận viên này viết, cho rằng lợi ích mà Nga thu được từ một số ngôi làng họ kiểm soát trong chiến dịch tấn công Kharkov sẽ trở nên nhỏ bé so. Với lợi thế Ukraine sẽ có trên chiến trường về dài hạn khi được tự do hơn trong sử dụng vũ khí phương Tây. Hiện Mỹ chỉ chấp thuận cho Ukraine dùng vũ khí của Washington để nhắm vào vùng lãnh thổ Nga sát Kharkov, tức tỉnh Belgorod. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang tập trung hoặc di chuyển qua các tỉnh Kursk và Voronezh ở xa hơn về phía Bắc, Ukraine đang muốn Mỹ tiếp tục nới lỏng hơn vòng kim cô, mở rộng các khu vực mà nước này được phép tập kích. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4 tháng 6 cho biết Washington và Kiev sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực khác trên lãnh thổ Nga. Tảng băng đang từng bước tan chảy, Steel nhận định, đồng thời dự đoán các nước phương Tây sẽ sớm tiếp tục nới lỏng hạn chế về vũ khí cho Ukraine. Qua đó giúp Kiev có thể gây thiệt hại nặng cho binh sĩ, khí tài Nga từ trước khi lực lượng này tới được tiền tuyến. Dù vậy, Nga đã thể hiện được năng lực phục hồi lực lượng đáng kinh ngạc sau hơn 2 năm chiến sự, nên việc hứng thêm tổn thất từ xa cũng khó có thể ngăn Moscow tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Ukraine. Tổng thống Putin được cho là đang rất muốn đạt được những thắng lợi mới trên chiến trường, nhằm tạo lợi thế trong trường hợp Nga, Ukraine tiến hành hòa đàm trong tương lai. Mục tiêu của Moscow là giữ nguyên hiện trạng về lãnh thổ, trong khi Kiev muốn đối phương rút toàn bộ binh sĩ về nước. Tổng thống Zelensky tháng trước nhận định chiến dịch hiện tại của Nga ở Kharkov có thể chỉ là bước khởi đầu trong chuỗi nhiều đợt tấn công của Moscow. Nước này đang tập trung binh lực ở biên giới với tỉnh Đông Bắc Sumy, khu vực mà Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov hồi tháng 5 cảnh báo có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga. Theo Steel Park, Moscow cũng có thể sẽ mở mặt trận mới ở phía bắc thành phố Kharkov nhằm chiếm đô thị này hoặc đẩy mạnh nỗ lực hiện tại ở Vodchensk, thành phố cách biên giới hai nước khoảng 7 km. Dù vậy, chúng tôi không biết chính xác họ sẽ chọn điều gì, quan chức Ukraine thừa nhận.